Vâng, em xin chào các anh nhá. Anh nào mà thích cái kiểu mà những cái dòng loa ba đường tiếng mà có tiếng bass nó mạnh mẽ một tí xíu nhá, thì đây là một cái cặp loa mà em thấy là nó rất hợp lý cho các bác về để nghe nhạc mà thích cái kiểu bass mạnh nhá. Đấy. Đấy, con này là con dàn, con loa của size trung của Kenwood. Là con này là con NS. Con NS N951. Đấy. Kenwood nhá. Đấy. Công suất của loa là 60W trở càng 6 ohm và con này được sản xuất tại công ty Kenwood đặt tại Trung Quốc nhá. Nên là xuất xứ sẽ là made in China này. Và thấy chưa? Đấy nhá. Đấy. Đây loa đây, hình thức còn đẹp nhá. Hình thức còn đẹp luôn. Đấy. Có điều là hơi đáng tiếc một tí là con loa này thì nó bị mất cái đôi căng rồi. Đấy. Chỉ còn thế này thôi. Đấy. Chỉ còn lại loa thôi. Còn cái mặt căng ốp bên ngoài nó bị mất rồi. Đấy nhá. Đấy, đôi này thì là có kích thước là như sau này. Đấy, con này là có chiều ngang là 20cm. Đấy, chiều sâu là đi 25cm. Đấy. Và chiều cao là đi 33cm. Đấy. Kích thước nó bát ra hết bên về bên ngoài là 17. Nó theo vành bên trong của nó là 14.5. Đấy nhá. Nó màng giấy gân vải, nó màng giấy gân vải nhá. Nó màng giấy gân vải. Nó đen bóng rất đẹp nhé. Nó ba đường tiếng, một là bass, một chung một tép này. Đấy. À, con này thì dùng để nghe nhạc remix cũng hay mà nghe nhạc vàng rất ok nhá. À, xin mời các bác nghe một đoạn chất âm của nó. Thì đấy là một đoạn remix này, còn bây giờ là một đoạn nhạc sống của Tây Bắc này. Đấy, những cái bản nhạc có lời này. Đấy, các bác nghe đâu, bass biết tép tép nó rất là sáng và rõ nhá. Bạn em lưng chừng núi, bass chung tép nghe rất là tách bạch chi tiết. Từng bậc thang lên xuống, ca sĩ hát nghe rõ tiếng ca sĩ. Nhưng nhạc cụ lúc rất là rõ ràng mà nó không bị lẫn vào nhau. Đấy. Tới, nói chung là nghe rất là hay. Gặp đấy. Em bên suối hát gì mà rừng bán ở trắng xinh, cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nghen ngọn lửa tìm mình. Bạn làm vui điều xòe hoa nao nức, nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, rời cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ, và từ ấy người lính có thư tình. Tìm người thương thì hãy qua thác gành sẽ gặp.
đàn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo. Từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà rừng ban nở trắng xinh. Cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình. Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tìm mình. Và làng vôi điều xòe hoa nao nức, nhịp trầm thanh dù còn lắm đất rừng. Từ xa em đã thấy tôi, rời cuộc vui em tới. Em trao tôi vòng nhỏ, và từ ấy người lính có thư tình tìm người thương thì hãy qua. Ok nha, con này thì nghe các bác thấy đấy, tiếng bát nó nghe rất là tròn đấy, sâu đấy, trung âm rất là rõ nét đấy. Tình yêu tôi có. Thì đôi này nhá, đôi này bình thường là nó có căng của nó là 1.340.000 cơ. Mà thôi con này nó có căng để em bán là đi 950 nhá, để bán xả luôn cho các bác nhá. Xả luôn cho các bác, chán lắm. Xả luôn này. Nhiều khi là nó có, thực ra thì cái căng này về căng mất mấy chục gì đấy thôi, nhưng mà thôi nó không có em bán luôn, xả luôn là 950 nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0966594581 hoặc là 0979891682 nhé. 0966594581 hoặc là 0979891682. Này, em xin nhắc lại số điện thoại đấy. Và địa chỉ cửa hàng tại số 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bác nào có nhu cầu đến trực tiếp cửa hàng thì có thể qua địa chỉ đó giúp em. Vâng, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo bên em. Vâng.